Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015, nhiều sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng như laptop, máy tính bảng, điện thoại di động, loa thùng, camera truyền hình, màn hình LCD, LED sẽ bị cấm nhập khẩu. Ngoài các mặt hàng nói trên, điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác, loa thùng, tai nghe, có khung tròng đầu, bộ micro, loa kết hợp, camera truyền hình, camera kỹ thuật số khác, radio cassette loại bỏ túi, ổ đĩa mềm, ổ đĩa quang, ổ CD-ROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi được, màn hình LCD, LED cũng sẽ bị cấm nhập khẩu. Đối với trường hợp nhập khẩu sản phẩm thuộc danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học làm mẫu, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sẽ phải nộp hồ sơ đề nghị.